Hello, xin chào các bạn. Cách đây khoảng 1 năm thì các bạn đã được thưởng thức ván cờ thí quân bá đạo của vua cờ Vasily Smyslov khi ông thí hậu để đổi lấy một xe hai tượng, qua đó đánh bại vua cờ Mikhail Botvinnik. Hôm nay mời các bạn đến với một ván cờ nữa cũng hay không kém, cũng có sự góp mặt của vua cờ Vasily Smyslov khi ông đối đầu với đại kiện tướng Vladimir Liberzon trong khuôn khổ giải vô địch cờ vua đồng đội Soviet lần thứ 6 được tổ chức tại Riga năm 1968. Ván cờ được bình chọn đứng thứ 2 trong số những ván cờ hay nhất của năm 1968. Vậy nó hay như thế nào? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, vua cờ Vasily Smyslov được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn bằng khai cuộc Anh với nước tốt C4. Đại kiện tướng Vladimir Liberzon đáp trả bằng nước tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã C3, hình thành biến Sicilian đảo ngược trong khai cuộc Anh. Đen phát triển mã C6. Trắng để tốt G3, mở đường cho tượng lên G2, kiểm soát đường chéo lớn. Đen cũng để tốt G6 với mục đích tương tự. Và theo đúng như kế hoạch, trắng lên tượng G2, đen lên tượng G7. Trắng binh xe B1, tránh đường tấn công của tượng đen trên đường chéo lớn và làm bàn đạp đẩy tốt B4. Đen để tốt D6, củng cố vững chắc cho tốt E5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng theo kế hoạch đẩy tốt B4, nước sau sẽ đẩy tiếp xuống B5 tấn công mã đen. Đen liền đẩy ngay tốt A6 chặn lại. Trắng đẩy tốt E3, ngăn mã đen nhảy vào trung tâm và giải phóng ô cho mã trắng G1 nhảy lên E2. Đen đẩy tốt F5, tạo thành cặp tốt mạnh kiểm soát trung tâm, sau đó sẽ nhảy mã lên F6. Và theo đúng kế hoạch thì trắng nhảy mã E2 liên kết xong mã chuẩn bị nhập thành. Đen cũng phát triển mã F6 kiểm soát trung tâm và chuẩn bị nhập thành. Trắng đẩy tiếp tốt lên D3 bảo vệ tốt C4. Đen nhập thành, trắng nhập thành. Đen lên tượng D7 liên kết hậu và song xe. Trắng đẩy tốt A4 và ba tốt của trắng dàn hàng ngang tạo thành một thế lực đáng sợ bên phía cánh hậu của đen. Đen bình xe B8 làm đối trọng với xe trắng trên cột B và tránh đường tấn công của tượng trắng trên đường chéo lớn. Trắng đẩy tới tốt B5 tấn công mã đen và gạ đối tốt. Tốt đen ăn tốt trắng. Trắng lấy tốt A ăn lại tốt đen, tiếp tục tấn công mã đen. Đen chạy mã về E7. Trắng phi tượng lên A3, nhăm nhe tấn công mã đen và xe đen ở phía sau. Đen lên tượng E6, củng cố thêm cho khu vực trung tâm. Sau đó có thể lùi về F7 bọc lót cho vua và cũng là để giải phóng ô cho hậu đen lên D7 liên kết song xe. Trắng cũng lên hậu B3 liên kết song xe và chồng quân với xe trên cột B. Sau đó có thể sẽ đẩy tốt xuống B6 gã đối. Đen liền đẩy ngay tốt B6 chặn đường tốt trắng tiến tiếp xuống. Trắng đẩy tốt D4 tấn công trung tâm. Nếu tốt đen ăn tốt trắng thì mã trắng ăn lại tốt đen, chiếm lĩnh trung tâm và tấn công tượng đen. Tượng trắng cũng kiểm soát được đường chéo lớn, không có lợi cho đen. Do đó đen không đổi tốt với trắng mà đẩy tiếp tốt xuống E4, bịt đường chéo lớn mà tượng trắng đang kiểm soát lại. Trắng đẩy tiếp tốt D5 tấn công tượng đen. Đen lùi tượng về F7. Trắng nhảy mã lên D4 chiếm lĩnh trung tâm, một vị trí khá mạnh. Sau đó có thể rình nhảy tiếp mã lên C6 hoặc là E6 biến thành mã bạch tuộc. Đen lên hậu D7 liên kết song xe. Trắng thấy quân tượng ở A3 giờ chả làm ăn được gì nữa, cho nên lùi tượng về B2 làm đối trọng với tượng đen trên đường chéo lớn. Đen dương tốt G5 mở đường cho mã nhảy lên G6 tìm kiếm cơ hội bên phía cánh vua. Với thế cờ bí như thế này thì đúng là chỉ có dí tốt hoặc là nhảy mã là tốt nhất. Trắng lùi mã về E2 liên kết song mã. Đen dịch vua vào H8 cho an toàn và mở đường cho xe sang G8. Trắng qua xe A1 kiểm soát cột MA. Đen nhảy mã lên G6, nước sau sẽ nhảy tiếp vào E5 chiếm lĩnh trung tâm. Trắng đẩy tốt F4 gạ đổi tốt, chặn đường mã đen nhảy vào E5. Nếu đen lấy tốt G ăn tốt trắng thì mã trắng sẽ ăn lại tốt đen. Đen nhảy mã vào E5 chiếm lĩnh trung tâm thì trắng sẽ nhảy mã vào E6. Trắng sẽ có hai quân mã cực mạnh kiểm soát trung tâm. Đen đổi tượng lấy mã của trắng thì mã trắng ăn lại tượng đen, biến thành mã bạch tuộc khiến cho đen cực kỳ ức chế. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không lấy tốt G5 ăn tốt trắng mà bắt tốt qua đường. Xe trắng ăn lại tốt đen kết hợp với mã tấn công tốt đen F5. Đen không dám nhảy mã lên E5 nữa mà lùi mã về E7 kết hợp với hậu bảo vệ tốt. Tráng liền nhảy mã lên C6 tấn công xe đen và gạ đổi mã. Nếu mã đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại và tấn công hậu đen. Đen sẽ phải chạy hậu, không có lợi cho đen. Do đó đen không dám đổi mã với trắng mà chạy xe sang E8 kiểm soát cột NME. Trắng nhảy tiếp mã lên D4 chiếm lĩnh trung tâm và liên kết song mã. Dân mình bất thình lình đen thí mã ăn tô trắng với tính toán rằng nếu tô trắng ăn lại mã đen thì tượng đen ăn tiếp tô trắng tấn công đôi xe và hậu trắng. Trắng chắc chắn đã nhìn ra được âm mưu này của đen nhưng vẫn chấp nhận mắc bẫy lấy tốt ăn mã đen, tương kế tự kế. Nghĩ rằng trắng đã mắc bẫy, đen hí hửng lấy tượng ăn lại ngay tốt trắng tấn công đôi hậu và xe trắng. Tưởng rằng trắng sẽ phải chạy hậu và chịu mất xe, ai ngờ trắng lấy mã ăn tốt đen và thí hậu. Nếu đen hàm hồ lấy tượng ăn hậu trắng thì tượng trắng ăn tượng đen chiếu. Đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua sang G8, mã trắng ăn mã đen chiếu tiếp. Đen có 3 lựa chọn: chạy vua F7 lấy hậu hoặc là lấy xe ăn lại mã trắng. Hậu đen ăn mã trắng thì trắng sẽ lợi hơn đen một mã và dễ dàng chiến thắng. Xe đen ăn mã trắng thì tượng trắng ăn xe đen kết hợp với mã tấn công xe đen còn lại. Đen chạy xe F7 tấn công lại tượng trắng thì trắng chạy tượng H6 dọa phi xe xuống A8 chiếu. Trắng vừa có lợi thế hơn về chất, vừa có thế công mạnh mẽ hơn so với đen. Trường hợp thứ ba, đen không lấy hậu hay là xe ăn mã trắng mà chạy vua F7 thì trắng lùi tượng về H6 tấn công tốt đen G5 để bảo vệ mã E7. Sau đó sẽ nhảy mã F5 chiếu mở. Đen chạy tiếp vua E6 tránh xe trắng chiếu mở thì mã trắng D4 chiếu và thí mã E7. Đen chỉ có hai cách là ăn mã trắng hoặc là chạy vua E5. Đen chạy vua E5 thì tượng trắng G7 chiếu và đen sẽ bị dồn chiếu hết sau vài nước nữa. Vua đen ăn mã trắng thì tượng trắng ăn tô đen G5 chiếu buộc xe đen phải cản chiếu và bị ghim. Xe trắng ăn xe đen dọa chiếu mở. Nói chung đen cũng sẽ toang sớm trong tình huống này. Trở lại ván cờ thực tế, đen thấy trắng thí hậu thì giật mình và suy tính lại. Sau khi đã nhìn thấy nguy hiểm tiềm ẩn thì không dám ăn hậu trắng mà có lựa chọn chính xác là lấy xe ăn mã trắng và gạ đổi xe. Trắng vẫn không chạy hậu cũng không đổi xe mà lấy tượng ăn tượng đen chiếu. Nếu vua đen ăn lại tượng trắng thì hậu trắng C3 chiếu. Đen có chạy vua đi đâu, chẳng hạn chạy vua lên G6 thì xe trắng ăn xe đen, hậu đen ăn lại xe trắng vì mã trắng còn đang bảo vệ tượng. Trắng để tốt E4 tấn công đồi hậu và tượng đen, buộc là tượng đen phải ăn tốt trắng. Tượng trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn tượng trắng. Khi đó trắng bình xe E1 tấn công hậu đen và xiên chết mã đen ở phía sau. Lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn lại tượng trắng mà tiếp tục có lựa chọn chính xác là chạy vua sang G8. Trắng vẫn không thèm chạy hậu mà lấy xe thịt xe đen và thí hậu. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Đến lượt đen, cảm giác sóng gió đã qua đi cho nên đen giờ mới dám lấy tượng ăn hậu trắng. Trắng vừa chạy xe vừa ăn tô đen G5 để bảo vệ tượng, dọa nước sau chiếu mở. Đen liền nhảy mã lên G6 bịt cột G lại, tạo điều kiện cho vua tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng về H6 mở đường cho xe ghim mã đen. Đen lên hậu E6 tấn công tốt trắng E3. Trắng đẩy tốt H4 bảo vệ xe và mở đường thoát cho vua. Hậu đen ăn tốt trắng chiếu. Trắng chạy vua H2 và tạm thời an toàn. Đen qua hậu C3 vừa tránh xe trắng ăn mã G6 chiếu mở bắt hậu, vừa tấn công xe trắng A1. Trắng chạy xe sang F1 kiểm soát cột MF, ngăn vua đen tẩu thoát, đồng thời ngăn xe đen lao xuống tấn công. Bởi vì xe đen mà rời khỏi hàng ngang số 8 thì xe trắng lao xuống F8 chiếu hết ngay. Giờ đen đang hơn chất so với trắng, nhưng mà các bạn để ý, xe đen không thể lao xuống E2 để tham chiến. Mã đen thì cũng đang bị ghim. Đen đành lùi tượng về C4 tấn công đôi xe và tốt trắng. Trắng chạy xe F2. Đen phi hậu xuống E1 tiếp tục tấn công xe trắng. trắng binh xe G sang F5 liên kết song xe và tạo thành súng cao su trên cột MF. Tượng đèn làm tốt trắng và tấn công mã trắng với suy nghĩ rằng xe trắng bị quá tải sẽ không dám ăn tượng đen vì còn phải bảo vệ quân xe còn lại. Trắng chắc chắn sẽ phải chạy mã, khi đó đen vừa hơn chất vừa đẩy dần bộ ba tốt thông xuống phòng cốc thì trắng còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tưởng rằng đây là một nước đi hay nhưng thực tế nó lại là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. Chớp lấy sai lầm này, trắng lùi tượng Việt D2 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu B1 bảo vệ tượng. Tượng trắng D5 chiếu. Ở đây thì đen nên chạy vua G7 sẽ kéo dài để cái nỗi đau ra thêm. Nhưng mà thực tế đen lại chạy vua H8 và đây tiếp tục là một sai lầm. Chớp tiếp sai lầm này thì tượng trắng C3 chiếu. Cặp tượng âm dương của trắng liên thủ quá mạnh. Đen buộc phải nhảy mã lên E5 cản chiếu. Mã trắng ăn mã đen, dọa chiếu mở. Tốt đen ăn lại mã trắng. Xe trắng ăn tốt đen, dọa chiếu mở tiếp. Sau nước đi này thì đen chỉ có thể cù nhây thêm 3 nước nữa trước khi bị chiếu hết. Do đó biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Đại kiện tướng Vladimir Liberzon đành dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy, cựu vua cờ Vasily Smyslov đã giả vờ mắc bẫy để thí hậu xuất sắc đánh bại đại kiện tướng Vladimir Liberzon. Ông đã tạo nên một siêu phẩm đứng top 2 trong số những ván cờ hay nhất năm 1968. Và đây cũng là một trong những ván cờ đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.